Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Khen Chúa, chúng ta là Đấng đã đối đãi với chúng ta một cách rất là tốt lành, và ban phước trên đời sống của chúng ta để chúng ta có thể làm nguồn phước. Ở trong sự tóm tắt của Đức Giêsu về hai điều răn, từ 10 điều răn mà Chúa Ngài đã tóm tắt lại còn hai điều căn bản, đó là chúng ta phải yêu Chúa và yêu người. Chúng ta yêu Chúa và chúng ta cũng học yêu những người lân cận của chúng ta. Đây là điều mà Chúa Ngài nói rằng, đó là những điều răn quan trọng. Trước hết, chúng ta yêu Chúa. Thứ hai, chúng ta yêu người. Vì Đức Chúa Trời Ngài có một kế hoạch ở trong chương trình của Ngài là chúng ta được phước trong sự ngợi khen thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa. Và chúng ta sẽ được Chúa Ngài ban phước trên đời sống của chúng ta để chúng ta có thể làm nguồn phước, để chúng ta có thể yêu những người lân cận của chúng ta, nhất là yêu họ để đưa họ vào trong vương quốc của Chúa. Chúng ta đang ở trong loạt bài chúng ta cùng học hỏi 40 ngày cộng thêm 10 ngày mà chúng ta biết rằng lúc đó người ta không biết, nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã biết được, đó là 50 ngày ở giữa ngày lễ vượt qua Chúa Ngài đã chịu hy sinh, chịu chết, định nợ tội cho chúng ta. Chúa Ngài sống lại. Sau đó 40 ngày Ngài đã hiện ra bằng nhiều cách khác nhau cho các môn đệ của Chúa để xác nhận, để làm chứng cho họ rằng Chúa đã phục sinh. Và Chúa Ngài lấy nhiều hình thể khác nhau để bày tỏ 90 ngày cho các môn đệ của Chúa để tập cho họ nhận biết và bước đi với Chúa, không phải theo như xưa cũ, những gì mà họ đã quen biết. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời hằng sống, và Ngài muốn chúng ta trải nghiệm Chúa tươi mới luôn mỗi ngày trong cuộc sống. Nên chúng ta tin rằng Chúa Ngài đã giúp đỡ để các môn đệ của Chúa bây giờ chuyển từ một Chúa Giêsu trong thân thể con người, bây giờ kinh nghiệm Chúa ở trong thân thể phục sinh của Ngài, và giúp đỡ để các môn đệ của Chúa có thể đồng bước đi với Chúa ở trong ơn của Ngài. Vì rất dễ để chúng ta có thể trật mất công việc của Chúa cũng như sự hiện ra của Chúa, thể hiện sự hiện diện của Ngài khi chúng ta tìm Chúa theo lối cũ. Vì chúng ta đã được nhắc nhở là chúng ta phải học theo phương châm của sứ đồ Phaolô. Trước đây ông đã từng lấy xác thịt mà nhận biết Chúa, và ông đã sai lầm. Ông bắt bớ đạo của Chúa, và khi Đức Giêsu hiện ra với ông trên đường Đa-mách, Chúa Ngài đã hỏi: "Saulơ, Saulơ, sao ngươi bắt bớ ta?" Ông tưởng là ông bắt bớ hội thánh, mà không ngờ là ông bắt bớ Chúa, bởi vì ông đã lấy xác thịt mà nhận định Chúa, cho nên ông đã thất bại. Và ông quyết định rằng kể từ đó ông sẽ không còn lấy xác thịt để nhận biết bất cứ ai, cũng như không nhận lấy theo xác thịt mà nhận biết Chúa nữa. Vậy đây là điều rất là nguy hiểm mà chúng ta thấy điều đó. Chúng ta đã được nhắc nhở là đừng lấy những điều cũng như tiêu chuẩn của tướng số, của tử vi, của những thứ trong đời này mà chúng ta đem vào ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta, mà chúng ta cũng nhìn anh chị em của mình theo cái lối đó. Bởi vì chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong cái sự khó khăn nếu chúng ta cứ đi con đường đó. Nhưng mà chúng ta cần phải có sự đổi mới. Chúng ta nhận biết Chúa theo Thánh Linh, theo sự dẫn dắt của Chúa, theo quyền năng của Chúa có thể làm việc trên một cuộc đời như thế nào. Dù người đó có ra sao, nhưng mà khi thật sự gặp Chúa, cuộc đời đó có thể được thay đổi. Sáng hôm nay trong giờ lễ tiếng Anh, có một vợ chồng rất là trẻ, vừa mới tốt nghiệp một cái trường mục vụ ở tại Dallas, đó là Upper Room, và dọn về Houston đến nhóm lại với chúng ta trong ngày hôm nay. Vốn là người vợ, vốn là một cái thiếu niên đã từng được con dâu của tôi là Kimmy mời đến để dự nhóm, và em đã tin Chúa ở trong ngày hôm đó. Sau đó thì bản tin chúng tôi không biết, cho đến ngày hôm nay thì gặp lại em đến giới thiệu và nói rằng không biết mục sư còn nhớ tôi hay không. Bây giờ thì tôi muốn nói với ông biết rằng sau khi rời đây thì tôi thật sự được cứu. Và bây giờ tôi lập gia đình, và vợ chồng của tôi đã được trang bị ở trong vừa mới tốt nghiệp trường mục vụ. Chúng tôi thấy thật là một cái phước hạnh tuyệt vời để đến nhóm lại với hội thánh ở trong ngày hôm nay. Và cô nói rằng xin nếu trước đây mà ông có thấy tôi trong cái thời gian tuổi trẻ của thiếu niên nổi loạn, nó xin mục sư tha thứ và bỏ qua cho, bởi vì tôi không còn như người cũ nữa. Cảm ơn Chúa. Điều đó nhắc nhở chúng ta một điều là trong quyền năng của Chúa, ai cũng có thể thay đổi, nếu chúng ta chịu để Chúa thay đổi. Còn nếu chúng ta cứ giữ theo cái lối của chúng ta và nói rằng tôi như vậy đó, chịu không chịu thì ráng chịu. Chúng ta sẽ gặp trở ngại.
Ở trong Chúa chúng ta được một lời hứa là Chúa Ngài cứu chúng ta, Ngài biến đổi chúng ta trở nên một tạo vật mới trong Chúa. Ai trong Đấng Christ nấy đều là một tạo vật mới. Những sự cũ qua đi này mọi sự đều trở nên mới. Xin Chúa cho để điều này cứ được thể hiện trong đời sống của chúng ta. Hôm nay phải mới hơn hôm qua. Nếu hôm nay mà tệ hơn hôm qua là chúng ta đi ngược rồi đó. Đó là điều mà đừng bao giờ để nó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Mỗi ngày phải tốt hơn, phải trưởng thành hơn, phải kinh nghiệm được quyền năng của Chúa ở trong một mức độ lớn hơn ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa vì 50 ngày tuyệt vời mà chúng ta đang học hỏi. Thì nhìn lại chúng ta đã thấy nó đã thay đổi thế giới loài người của chúng ta. Vì hội thánh của Chúa đã được Chúa Ngài ban phước, trang bị, thành lập và sai phái đi ra trong quyền năng của Chúa. Một cái giai đoạn rất là quan trọng mà Chúa Giê-xu Ngài chuyển giao chức vụ của Ngài cho hội thánh. Đức Giê-xu ở trong thân xác của người đã hành động, đã làm việc, đã chữa lành, đã làm phép lạ, đã giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp. Bây giờ Ngài sẽ về trời và Ngài chuẩn bị để giao chức vụ của Ngài ở trong tay loài người của chúng ta là hội thánh của Chúa. Và Chúa Ngài truyền lệnh rằng chúng ta phải ra đi để rao báo tin lành của Chúa và làm nhân chứng cho Ngài, khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Nhưng Chúa lại bảo họ một điều, đó là trước khi đi phải chờ đợi. Chờ đợi tại thành Jerusalem cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Và Chúa Ngài bảo hãy chờ đợi để nhận được điều Cha hứa. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng học, cùng suy nghĩ với nhau về việc chờ đợi điều Cha hứa. Luca chương 24 câu 49 ghi lại cho chúng ta: còn về phần các con, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao. Cảm ơn Chúa. Một phần kinh thánh khác nữa, chúng ta thấy Luca chương 1 câu 4 cho đến câu số 5 và tiếp nối với những gì chúng ta học ở trong các tuần trước. Sau khi Chúa Ngài phục sinh, Ngài đã dành 40 ngày để giúp đỡ cho các môn đồ của Chúa, để giải quyết cái việc không tin Chúa sống lại, cũng như cái lòng họ không tin nổi công việc mà Chúa Ngài giao cho họ làm. Và Chúa Ngài truyền lệnh cho họ những câu này ở trong Công vụ chương 1 câu 4 câu 5: trong khi họp mặt với các sứ đồ, Ngài dặn họ đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe ta nói. Vì răng đã làm bắt tem bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các con sẽ được bắt tem bằng Đức Thánh Linh. Chúa căn dặn điều này đối với Chúa Giê-xu rất là quan trọng. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sau khi học bài này cũng thấy tầm quan trọng của vấn đề, hơn là chúng ta nghe theo những tín lý dạy dỗ của giáo hội ngày hôm nay, xem thường sự trang bị này, thấy nó như là không cần thiết, và có nhiều người còn bạo miệng cho nó những cái nhãn hiệu mà chúng ta thấy rằng rất là nguy hiểm. Để họ phạm tội nghịch cùng Thánh Linh của Chúa. Thì lời của Chúa nói rằng đời này lẫn đời sau sẽ không bao giờ được tha thứ. Nguy hiểm vô cùng. Mình xin Chúa Ngài cho để chúng ta học biết một cách chính xác và chúng ta đón nhận điều Cha hứa. Mà chúng ta sẽ học cách hội thánh đầu tiên đã chờ đợi như thế nào, và học theo gương của họ để chúng ta cũng có thể chờ đợi và đón nhận một cách kết quả trọn vẹn như ý của Chúa định. Mấy câu kinh thánh mà chúng ta vừa nghe ghi lại cho chúng ta mệnh lệnh cuối cùng của Chúa phục sinh đã ban cho các môn đồ đầu tiên của Ngài. Ngài đã ủy nhiệm cho họ đi rao giảng tin lành của Chúa trong sứ mạng vĩ đại, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Nhưng bây giờ thì ngay trước khi Ngài được tiếp rước về trời, được thăng thiên, thì Ngài nói với họ đừng rời khỏi thành Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi món quà mà Cha đã hứa, hay là điều Cha hứa. Điều này Chúa cũng thường nhắc nhở các môn đồ của Chúa trong những ngày Ngài ở gần với họ. Chúng ta cần phải hiểu một cách rõ ràng những gì Ngài muốn nói đến. Lời hứa của Cha không chỉ liên quan đến họ ngày xưa, mà còn với chúng ta ngày hôm nay như thế nào. Điều đầu tiên mà chúng ta cần đặt câu hỏi đó là chờ đợi điều Cha hứa. Như vậy thì điều Cha hứa hay là lời hứa của Cha là gì? Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta có hơn 3.500 lời Cha hứa. Nhiều lời hứa của Đức Chúa Trời được ghi lại cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực ở trong đời sống. Nhưng có một điều được gọi là điều Cha hứa. Có một lời hứa đến từ Chúa Cha một cách đặc biệt được gọi là điều Cha hứa. Thì chúng ta cần phải hiểu và biết để chúng ta có thể đón nhận.
Đó là lời hứa về sự giáng lâm của Đức Thánh Linh. Trong những ngày cuối rốt, ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt. Đây là một lời hứa tuyệt vời. Một lời hứa mở ra cho chúng ta một kỷ nguyên mới, một thời đại mới. Vì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, trước khi Đức Thánh Linh giáng lâm, là ngôi thứ ba của Đức Chúa Trời ba ngôi, đồng đẳng với Chúa Cha và Chúa Con, thì Đức Thánh Linh Ngài hành động làm việc ở trên thế giới và trong cuộc sống của dân sự của Ngài. Và trong Cựu Ước, chúng ta có những trường hợp về việc Ngài đến trên những con người để ban cho họ khả năng siêu nhiên để làm một công việc gì đó, một công tác gì đó, một sự kêu gọi nào đó của Chúa. Sau đó, thần của Chúa không ở trên họ nữa. Nên chúng ta nắm lấy cái ý đó để chúng ta thấy cái phước hạnh mà chúng ta ở trong tầng ước được Chúa Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta thấy Nhung Joseph, một con người bình thường như chúng ta, nhưng mà Chúa cho ông có thần của Đức Chúa Trời ở trên ông, cho ông có khả năng để giải chiêm bao. Ông nghe chiêm bao của Pharaoh, thấy hình ảnh của những con bò ốm nuốt con bò mập mạnh, những cái vía lúa lép, bảy cái vía lúa lép nuốt bảy cái vía lúa chắc. Người ta nghe cái đấy, người ta không hiểu tại sao nó, và điều đó có ý nghĩa gì. Mà Joseph bởi thần của Chúa đã cho ông hiểu được. Đó là sẽ có 7 năm được mùa. Nhưng mà sau 7 năm được mùa đó sẽ có 7 năm hạn hán đói kém. Ông giải thích cho Pharaoh. Và Đức Chúa Trời ban cho ông sự khôn ngoan bởi Thánh Linh của Chúa đã giúp đỡ để Joseph đã chỉ dẫn cho Pharaoh và nước Egypto trong lúc bây giờ. Trong 7 năm được mùa, chúng ta chẳng những ăn nhưng mà mua lúa thóc và bỏ nó vào trong rửa lắm. Để dành để cứu đói, để bán lại lúa thóc trong 7 năm hạn hán. Và cái nguyên tắc đó vẫn còn được sử dụng ngày hôm nay cho nhiều kế hoạch đầu tư của nhiều nước ở trên thế giới này. 7 năm được mùa, không có ăn hết. Nhưng mà để dành lại và thu mua, vì được mùa cho nên thu mua và cất vào kho. Và đến lúc có nhu cầu sẽ mở kho ra bán. Và Đức Chúa Trời Ngài đã sử dụng điều đó để cứu dân Israel khi họ còn là ở trong gia đình của Gia-cốp, các trưởng tộc của Israel. Họ đã sang Egypto để mua lúa thóc, để họ có thể về và giữ bảo tồn sự sống của họ trong những năm hạn hán này. Chúa ban phước cho Joseph với Thánh Linh của Ngài. Rồi chúng ta đi tiếp trong Sứ Tô Ký, chúng ta thấy Chúa Ngài đổ thần của Ngài ở trên Bezaleel. Đây là một con người không có khả năng về thủ công nghệ, nhưng mà bởi thần của Chúa đổ xuống ở trên ông thì ông đã có được cái tài khéo và đủ mọi thứ thủ công để giúp đỡ cho việc xây dựng đền tạm. Ông thêu, ông làm những công việc bằng vàng và đóng những cái khí mạnh bàn ghế ở trong đền tạm. Đây cũng là một điều hết sức là đặc biệt nếu chúng ta suy nghĩ. Ông sanh ra và lớn lên ở trong môi trường và trong cái hoàn cảnh ông và dân Israel lúc bấy giờ ở trong xứ Ai Cập. Và họ làm nô lệ. Và đọc Sách Tư Ký chúng ta biết rằng lúc bấy giờ dân Ai Cập đã bắt những người Hebrew, những người Israel này, công việc của họ là đúc gạch và nung gạch để những công trình xây cất ở tại Ai Cập được xây dựng. Có nghĩa là những người này chưa bao giờ biết công việc của luyện bạc, làm những công việc về vàng bạc hay là đóng bàn, đóng ghế. Công việc của họ là trước đến giờ có thể Bezalel, tất cả những gì ông biết là móc đất sét trộn với lại rôm để làm gạch, nung gạch. Nhưng mà hôm đó thì thần của Chúa đổ xuống trên ông và ban cho ông khả năng để ông có thể điều khiển công việc để giúp đỡ xây dựng đền tạm cho Chúa. Rồi chúng ta nghe đến Edad, Medad ở trong Dân Số Ký chương 11 câu 26, hai con người tầm thường trong các trưởng lão của Chúa, nhưng mà thần của Chúa đã đến ở trên họ và họ bắt đầu nói tiên tri. Hay là Gideon, một người trẻ lo sợ về sự cướp bóc của dân Madian đang trốn ở trong một cái chỗ để đập lúa. Chúa đã đổ thần của Ngài trên ông để ông có thể hướng dẫn chỉ có 300 người mà đã đánh bại đoàn quân của Madian đông vô số kể. Hay là thần của Chúa đến ở trên Samson, một con người bình thường như chúng ta, nhưng mà Chúa cho có một sức mạnh siêu nhiên đến độ Samson chỉ với một cái hàm lừa có thể giết chết 1,000 người Philistine.
Samson có một sức mạnh siêu nhiên đến độ khi người ta nhốt ông ở trong một cái thành, thì ông nhổ cả hai cánh cổng của thành cộng với cột của nó, không có đạp sập nó ngay trước mặt, nhưng mà ông khiêng cả cột và hai cánh cửa này đi xuống xuyên qua trũng và qua cái đồi bên phía đối diện bên kia và để nó ở bên đó. Rồi chúng ta đến với Daniel, những người trẻ Hebrew trong lúc họ ở trong sự lưu đài, Chúa ngài ban phước và thần của Chúa ở cùng. Daniel có thể giải cái điềm chiêm bao cho vua Nebuchadnezzar, là điềm chiêm bao mà ông thấy ông kinh sợ, nhưng mà khi ông thức dậy ông quên mất. Ông bắt buộc những người khôn ngoan, những thuật sĩ, những người canh đê phải giải mộng cho ông, còn không ông giết họ. Họ năn nỉ, nói xin vua kể cho chúng tôi nghe giấc chiêm bao của vua đi. Ông nói tôi quên rồi. Nhưng mà các ngươi muốn ta kể rồi các ngươi dọ theo mà các ngươi nói giải nghĩa như thế này thế kia. Hãy nói cho ta biết giấc chiêm bao của ta. Thì những người canh đê đã nói rằng chưa bao giờ có vị vua nào đòi hỏi loài người làm công việc như vậy. Nhưng mà Daniel, ông không chết ở trong cái số phận của những người canh đê. Ông đã xin Chúa và thần của Chúa đã đổ xuống ở trên ông. Ông biết được cái điềm chiêm bao ở trong lòng, ở trong giấc ngủ của Nebuchadnezzar. Và điềm chiêm bao này đã được giải thích một dòng lịch sử từ Babylon sang Medo Ba Tư, sang Ba Tư, sang Hy Lạp, sang La Mã. Mà chúng ta thấy một cái khoảng thời gian với năm đế quốc như vậy. Và cái phần cuối là hai cái bàn chân nửa đất sét và nửa bằng thép, bằng sắt, và đụng đến thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Chỉ có thần của Chúa mới có thể giúp những con người này có khả năng siêu nhiên như vậy. Nhưng mà điều mà tôi muốn nhắc với anh chị em đó là Ngài không đến để ở với tất cả dân sự của Chúa ở trong cựu ước. Ngài đến rồi Ngài đi, ban cho họ khả năng khi cần cho những công tác. Nhưng mà điều mà Cha hứa mà chúng ta có thể nhận được ngày hôm nay, Hội Thánh đầu tiên đã nhận được, đó là Đức Thánh Linh sẽ đến vào ngày lễ ngũ tuần để thực hiện những công việc đặc biệt trong đời sống của tất cả những cơ đốc nhân, và Ngài sẽ ở với chúng ta đời đời. Rồi tôi nói với anh chị em, trong cựu ước là Chúa đến rồi Chúa đi. Nhưng song song, thần của Chúa ở cùng ông có sức mạnh như vậy. Nhưng ông đùa giỡn với tội lỗi, nằm gối đầu của mình ở trên đùi của Daniela. Khi Daniela oan nghĩ nhiều lần và nói rằng chàng giấu em sức mạnh của chàng từ đâu đến. Ông đùa giỡn với tội lỗi. Ông nói dần dần đến tới tóc của ông. Và cái gần nhất đó là nếu tóc của ta mà được dệt ở trong khung cưỡi của người dệt thì ta sẽ mất sức. Daniela đi báo với người Philippines trong lúc Samson ngủ. Tóc của ông là người Nazare mà cho nên dài. Họ đem họ đan vào trong khung cưỡi. Ông ngủ mê đến như vậy. Rồi Daniela la lên. Ở Samson người Philippines đến gây hãm người. Ông đứng dậy, ông lắc đầu một cái. Khung cưỡi gì nó bay hết. Bởi vì Chúa, thần của Chúa còn ở trên ông. Nhưng khi ghi lại chúng ta lần cuối, khi ông tiết lộ đó là dao cạo mà đưa qua đầu của ông, thì ông sẽ mất hết cả sức mạnh của ông. Mấy lần trước như vậy thì chắc là một cái người bình thường chắc là đã bỏ chạy luôn rồi. Nhưng mà song song nán trễ đùa giỡn với tội lỗi, dần dần từ tai dần dần lên đến tóc, và cuối cùng thì ông đã trả giá cho một cái lần hớt tóc mà chúng ta thấy rằng mất đi cái chức vụ của ông. Lần cắt tóc đó trả một cái giá rất là đắt, vì ông nghĩ rằng thần của Chúa vẫn ở cùng ông cho đến khi ông thức giấc định cứu mình ra khỏi. Nhưng bây giờ tất cả những sức lực đã mất vì ông không biết thần của Chúa đã lìa khỏi ông. Đây là điều tuyệt vời mà chúng ta khi hiểu chúng ta sẽ hết lòng cảm tạ Chúa. Đó là Cha hứa Ngài sẽ ban Thánh Linh của Ngài trên Hội Thánh của Chúa, trên mọi loài xác thịt ở trong thời đại của Thánh Linh và thời đại của Hội Thánh thời kỳ ân điển này. Và Ngài sẽ ở với chúng ta đời đời. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta không có gì xứng đáng, nhưng mà bởi công lao cứu chuộc, bởi những việc mà Đức Giê-xu Ngài đã trả xong cho chúng ta, để con người, tội lỗi của chúng ta, ngày hôm nay xứng đáng đủ để Đức Thánh Linh có thể đến và ngự ở trong thân thể của chúng ta. Đó là lý do chúng ta phải biết ơn Chúa và trân quý những điều Chúa Ngài ban cho chúng ta, điều Cha hứa cho chúng ta. Đây là điều đã được tiên báo qua tiên tri Gioan trong Gioan chương 2. Đã được công bố bởi Giăng Báp-tít rằng Đức Chúa Giê-xu Ngài là đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh, bằng lửa. Cũng được chính Đức Chúa Giê-xu Ngài nhắc đến trong Giăng chương 7, Giăng chương 14, Giăng chương 15, Giăng chương 16 và Công vụ chương 1 câu số 8. Rồi cũng đã được ứng nghiệm trong ngày lễ ngũ tuần và trong Công vụ chương 2 câu số 4.
Như vậy chúng ta thấy lời của Đức Chúa Trời đã hứa để vào trong ngày lễ Ngũ Tuần Đức Thánh Linh sẽ đến một cách đặc biệt để thực hiện công việc ba phần mà trong đời sống của tất cả con cái của Chúa chúng ta có thể nhận được. Thứ nhất đó là ngày đến để bắp tem tất cả vào trong quyền năng của Ngài. Chữ bắp tem ở đây chúng ta, tôi đã giải thích cho anh chị em nhiều lần mà tôi nhắc lại với những người mới nghe. Đó là khi Kinh Thánh được dịch ra từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Anh thì có rất là nhiều từ đã được dịch. Nhưng mà khi đụng đến chữ baptizo, có nghĩa là bắp tem, thì chữ này có cái nghĩa là nhúng trọn vào trong nước. Nhưng mà thời bấy giờ Anh giáo hội họ cũng bị ảnh hưởng bởi Công giáo La Mã là làm bắp tem cho người ta không nhận cả người vào như chữ baptizo tại đây mà chỉ rảy nước. Cho nên bây giờ họ kẹt một cái chỗ, nếu mà dịch cái chữ baptizo thành ra nhúng cả người vào trong nước thì nó mâu thuẫn với những điều giáo hội trong lúc bây giờ làm. Cho người ta chỉ phiên âm và để cái chữ baptizo thành chữ bắp tem. Và chứng chính điều đó mà chúng ta thấy chúng ta có thể hiểu không tới mà chúng ta không hoan nghênh công việc của Chúa. Chữ bắp tem có nghĩa là nhúng trọn ở trong một cái chậu nước, làm cho cái vật được nhúng vào đó được ướt sũng. Đây là hình ảnh mà kinh nghiệm khi chúng ta nhận được điều Cha hứa. Đó là Đức Giê-xu là đấng làm bắp tem. Ngài sẽ nhận chìm chúng ta, nhận cho chúng ta ướt sũng ở trong Thánh Linh của Chúa. Khi làm bắp tem nước, anh chị em đã chứng kiến và chúng ta sẽ chứng kiến ở trong ngày lễ Father Day có một số những tân tín hữu, cũng như chúng ta cũng sẽ làm bắp tem cho các em thiếu nhi, thiếu niên khi chúng học Thánh Kinh mùa hè và tin Chúa thì chúng ta giúp cho tuyên xưng đức tin. Tôi làm người làm bắp tem cho các anh em trong bắp tem nước. Nước là môi trường để người đó được nhận chìm. Và cái người nhận là những tân tín hữu. Nhưng khi chúng ta được bắp tem trong Đức Thánh Linh, Chúa Giê-xu chính đứng làm bắp tem. Nước, trong bắp tem nước thì là môi trường, nhưng mà trong bắp tem Đức Thánh Linh thì chính Đức Thánh Linh là môi trường. Và chúng ta, những người nhận bắp tem Đức Thánh Linh, được Đức Chúa Giê-xu nhận chìm chúng ta ở trong Đức Thánh Linh. Sau kinh nghiệm này, chúng ta có thể thấy hình ảnh đó là chúng ta bước ra khỏi cái kinh nghiệm này đó, thì tất cả chúng ta được ẩm ướt bởi chính Đức Thánh Linh. Chữ này cũng mang hình ảnh của một người thợ nhuộm nhúng cả một cái khúc vải vào ở trong một cái nồi thuốc nhuộm. Nó có thể từ màu trắng người ta muốn nhuộm nó thành màu tím hay là màu xanh. Khi nhúng vào và người ta kéo cái khúc vải đã được nhuộm đó đem lên thì nó, tất cả những sợi chỉ ở trong cái khúc vải đó nó mang lấy một màu sắc mới. Khi chúng ta được Đức Chúa Giê-xu nhận chìm chúng ta ở trong Đức Thánh Linh thì chúng ta có thể kinh nghiệm được con người của chúng ta bây giờ khác xưa. Giống như tôi kể cho quý vị, cô thiếu nữ vợ của một người anh em đến nhóm lại với chúng ta một số năm trước, đến nhóm lại với hội thánh của chúng ta còn là một thiếu niên thì có nhiều tội lỗi ở trong đời sống, đến độ năn nỉ tôi là nếu mục sư còn nhớ đến những chuyện con làm hồi xưa xin mục sư bỏ qua cho, thì con đã được cứu và con được thay đổi. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta được kinh nghiệm Đức Thánh Linh Ngài đầy dẫy ở trên chúng ta được ướt sũng ở trong Ngài, thì bây giờ từng tế bào thớ thịt của chúng ta, đời sống của chúng ta bây giờ được mặc lấy một màu sắc mới. Đó là Thánh Linh của Chúa, thần của Chúa đầy dẫy ở trong chúng ta. Đây là bức ảnh mà xin Chúa Ngài cho để chúng ta thấy được và chúng ta trân quý trong ơn của Chúa. Ngài đến để bắp tem tất cả. Thứ hai, Ngài đến để sống ở trong tất cả. Cảm ơn Chúa, ngày xưa trong Cựu Ước Chúa đến rồi Chúa đi, nhưng mà bây giờ thì Ngài đến và Chúa Giê-xu hứa với chúng ta rằng khi Ngài sai Đức Thánh Linh đến, Đức Thánh Linh sẽ ở trong chúng ta, ở cùng với chúng ta đời đời. Cảm ơn Chúa. Thứ ba là Ngài đến để mặc lấy quyền phép ở trên tất cả chúng ta. Đó là điều mà Chúa Giê-xu nhắc nhở. Đợi ở trong thành cho đến khi các con được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Như một chiếc áo chúng ta được mặc vào. Chiếc áo quyền năng của Chúa được Chúa Ngài mặc cho chúng ta để chúng ta có thể thi hành những công tác mà Chúa Ngài giao cho chúng ta. Như một nhân viên cảnh sát được ty cảnh sát cho một cái bộ đồng phục. Khi mặc nó vào, đeo cái phù hiệu vào thì có thể trở nên nhà chức trách. Có thể đi ra và với một cái còi có thể thổi lên một cái điều khiển xe cộ dừng lại hay là chạy được. Vì được mặc lấy cái chiếc áo thẩm quyền của một nhân viên cảnh sát. Khi chúng ta được mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh trên đời sống của chúng ta là sẵn sàng để chúng ta mặc lấy quyền phép để chúng ta làm nhân chứng cho Chúa.
Ngài ban chúng ta quyền năng, Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền để chúng ta có thể thực hiện công tác mà Chúa Ngài giao cho chúng ta. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Giêsu Ngài căn dặn hãy đợi trong thành. Mặc dù Chúa Ngài truyền lệnh là đi để thực hiện sứ mạng vĩ đại, nhưng trước khi đi thì hãy ở lại chờ trong thành, chờ điều tra hứa. Bởi vì các con mà không có và chưa nhận được thì các con ra đi, các con sẽ không có kết quả gì được. Chúa Giêsu nói, ngoài ta các người chẳng làm gì được. Không có sự mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh thì chúng ta ra đi, chúng ta sẽ không thể làm nhân chứng quyền năng cho Chúa được. Chúng ta có thể cố gắng làm nhân chứng, chứ không có quyền năng của Chúa cặp theo. Nhưng mà khi chúng ta có kinh nghiệm, nhận được điều tra hứa, Thánh Linh của Chúa đổ xuống trên chúng ta thì chúng ta sẽ làm nhân chứng quyền năng cho Chúa. Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Cảm ơn Chúa. Như vậy chúng ta thấy chờ đợi điều tra hứa là điều hết sức là quan trọng. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cần đặt câu hỏi, đó là chờ đợi như thế nào để có thể nhận được và kết quả một cách tối đa. Chúng ta có một cái gương đã bày tỏ ra cho chúng ta, đó là hội thánh đầu tiên. Chúng ta học để chúng ta thấy rằng đó là bắt đầu của chúng ta đó. Mặc dù 2000 năm sau, chúng ta vẫn theo cái nguyên tắc đó để chúng ta có thể kinh nghiệm được như hội thánh đầu tiên đã kinh nghiệm. Bởi vì một điều đáng tiếc và vô cùng nguy hiểm là ngày hôm nay khi một nơi gọi là hội thánh của Chúa, nhưng mà đem so sánh thì không có một chút gì, không có một chút DNA, cũng không có một hình dáng nào giống như hội thánh đầu tiên. Hội thánh đầu tiên khi tín hữu sống trong tội lỗi thì hội thánh đuổi những người đó ra. Và khi những người ốm đau, bệnh tật, bị quỷ ám đến, họ nhận vào và họ giúp đỡ. Anh chị em có thấy khác không? Ngày hôm nay thì người bệnh đến thì hội thánh đuổi đi, đi kiếm bác sĩ, đi kiếm bệnh viện. Chứ còn thời buổi này còn tin Chúa làm phép lạ chữa lành nữa. Không, chúng tôi ta đây không có cảm động những chuyện đó. Còn tội nhân thì bước vào một cái mà có tiền là đưa vào trong những chức vụ làm ông này bà nọ trong hội thánh. Luôn cả cái việc khi họ sống lối sống của tính dục đồng giới vẫn được phong chức làm mục sư trong một số các giáo hội. Khác hoàn toàn. Không có một chút gì giống như hội thánh đầu tiên. Tại sao? Vì họ đã cúp điện, họ đã phủ nhận và cũng không chờ đợi cũng như đảm bảo mình nhận được điều cha đã hứa. Mà không có được điều cha đã hứa thì làm sao có quyền năng, làm sao có được sự dẫn dắt, ban phước cũng như quyền năng biến đổi của Ngài bên trong, ở với, ở cùng và mặc lấy quyền phép ở trên để chúng ta có thể làm một nhân chứng hiệu quả cho Chúa. Không có thì các tiêu chuẩn về đạo đức cũng như sự lựa chọn của Kinh Thánh về chức giám mục và mục sư bây giờ người ta ném nó ra ngoài cửa sổ và bây giờ công việc đó làm đi học trường Kinh Thánh có cái bằng tiến sĩ một cái là mời về. Tiêu chuẩn của Kinh Thánh không có chống lại cái vấn đề chúng ta được huấn luyện. Nhưng mà điều quan trọng là phải có sự kêu gọi và phải có sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài đã làm công việc là giúp đỡ để hội thánh của Chúa chờ đợi. Có giờ anh chị em thắc mắc là tại sao Chúa Ngài ở 40 ngày rồi không ở thêm 10 ngày nữa? Để ban luôn cho rồi mà 40 ngày rồi Chúa được tiếp rước về trời rồi bảo họ phải ở lại trong thành chờ đợi. Chúng ta sẽ xem hội thánh đầu tiên họ đã chờ đợi điều tra hứa như thế nào mà họ đã nhận được một cách tốt đẹp như vậy. Để chúng ta có thể học theo họ, và cho đời sống của chúng ta cũng sẽ được Chúa Ngài mặc lấy quyền phép và chúng ta cũng được ở trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta có thể sử dụng một cách tối đa những gì Chúa Ngài ban cho chúng ta để chúng ta có thể dự phần vào công việc. Rất là quan trọng. Nên trước khi Chúa Giêsu thăng thiên được tiếp rước về trời, Ngài bảo các môn đồ hãy đợi trong thành để được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Anh xem có bao giờ suy nghĩ và công nhận đó là chờ đợi nhiều khi là việc quá khó không? Nhất là thời điểm mà chúng ta đang sống ngày hôm nay, người ta muốn cái gì cũng là lập tức, là được liền. Uống cà phê bây giờ ngày hôm nay người ta cũng muốn cà phê uống liền.
Hồi xưa cà phê là phải bỏ vô trong cái phin, rồi đổ nước vào và nó nhiễu từng giọt một. Hay là cái người chăm cà phê ở quán cà phê phải bỏ một số lượng cà phê vào trong cái vợt, rồi bỏ vào trong một cái bình đổ nước sôi vào trong đó để chờ để cà phê nó tiết ra mà để uống. Nhưng hôm nay thì lấy cái gói ra, lấy cái kéo cắt một cái, bỏ vô đổ nước sôi quậy 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 cái là uống liền. Mì cũng là mì ăn liền. Quyền năng của Đức Thánh Linh cũng muốn được liền. Trái của Đức Thánh Linh cũng muốn được liền. Nhưng một người đến, lại Chúa xin ban cho con sự kiên nhẫn ngay bây giờ. Xin kiên nhẫn mà Chúa phải cho liền bây giờ cho con không chờ được. Hội thánh đầu tiên thì họ đã chờ đợi. Tại sao Chúa lại bắt họ chờ? Nó có lợi ích, cho nên Chúa ngài muốn hội thánh đầu tiên chờ đợi. Vì Chúa ngài đã thiết kế sự chờ đợi trở thành một phần của quá trình sống của chúng ta. Để rồi chúng ta có thể quý, để rồi chúng ta có thể hưởng được phước hạnh một cách tối đa. Trồng cây ăn trái chúng ta cũng phải chờ đợi. Làm rẫy, làm ruộng chúng ta cũng phải chờ đợi. Thì đời sống tâm linh của chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta cần chờ đợi. Chờ đợi trong sự cầu nguyện để Đức Chúa Trời xây dựng đức tin của chúng ta trong khi chúng ta đặt niềm hy vọng nơi ngài. Điều mà Chúa ngài muốn đeo đuổi tới đây đó là ngài muốn chúng ta trải nghiệm cái trải nghiệm này với một nhóm người. Vì Chúa ngài muốn xây dựng hội thánh của Chúa chứ không phải chỉ ban ơn cho một cá nhân. Lời của Chúa cho chúng ta biết chúng ta là thân thể của Chúa. Và mỗi người trong chúng ta là một phần của chi thể đó. Như tôi đã từng lấy hình ảnh này để anh chị em nghĩ. Giả định như tôi là cái ngón tay cái. Bạn cho em ra xa lộ 610 thấy cái ngón tay cái nó chạy vòng ở trên 610. Xe mà nó chạy ngang nó thấy nó phải xoay qua nó cắn cho dẹp đi. Tại vì nó là chuyện quái gở. Có một ngón tay mà chạy vòng. Chúng ta không thể nào sống đời sống mà Chúa ngài ban cho như là một ốc đảo. Nhưng mà Chúa cho chúng ta sống ở trong một thân thể, trong một cộng đồng niềm tin. Cho nên Chúa ngài bảo chờ đợi và họ cùng nhau chờ đợi. Chờ đợi, cầu nguyện. Và để Đức Chúa Trời xây dựng đức tin của họ và đặt niềm hy vọng nơi ngài, để rồi khi nhận được họ có khả năng để quản lý, họ có khả năng cũng như tấm lòng để có thể cứ mời gọi và chào đón sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Cái gì chúng ta xin được liền chúng ta không quý. Cho nên trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, ngài bảo hội thánh của Chúa phải chờ đợi, mặc dù Chúa ngài đã báo trước qua tiên tri của Chúa. Chúa Giê-xu nhắc đi nhắc lại ở trong chức vụ của ngài. Và bây giờ trước khi về trời, Chúa lại nhắc họ, bảo họ chờ đợi. Một điều khác chúng ta cần để ý đó là vì thời gian của Chúa luôn luôn là hoàn hảo. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ họ đã đợi ở đâu. Luca chương 24 câu 52 đến 53 cho chúng ta thêm một chi tiết mà thường đa số chúng ta bị mất. Chúng ta không thấy điều này. Khi hỏi các môn đệ của Chúa đã chờ đợi ở đâu, đa số chúng ta sẽ có câu trả lời ở tại phòng cao. Đúng, nhưng mà chưa đủ. Chúng ta xem Luca chương 24, câu 52 đến 53. Các môn đồ thờ phượng ngài, rồi trở về thành Jerusalem với niềm vui tràn ngập. Và để ý đây, họ tiếp tục ở đó, ở trong đền thờ chúc tụng Đức Chúa Trời. Như vậy khi họ trở về, thì họ không trở về và chạy lên phòng cao liền. Cái thánh cho chúng ta thấy rằng họ có một cái sinh hoạt ở trong những ngày đó, trong những ngày họ chờ đợi đó, là sinh hoạt của họ tiếp tục ở trong đền thờ. Cảm ơn Chúa. Và Công vụ chương 1 câu 12-14, sau đó các môn đồ từ núi gọi là Olive trở về thành Jerusalem. Núi ấy gần Jerusalem cách một quãng đường đi một ngày Sa-bát. Khi đã vào trong thành, họ lên một phòng cao nơi họ đang trú ngụ. Những người ở đó là Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ, Andrê, Philip, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Gia-cơ, con của A-phê, Simon Zelot và Judas, con của Gia-cơ. Câu 14, tất cả những người ấy đều đồng tâm hiệp ý với các phụ nữ và Marie là mẹ của Đức Giê-xu cùng các em trai ngài mà cầu nguyện. Như vậy hai cái phần kinh thánh này có mâu thuẫn không? Tôi đề nghị với anh chị em là không. Bây giờ hội thánh đầu tiên có hai buổi nhóm lại, hai loại nhóm lại ở tại đền thờ để họ chúc tụng ngợi khen Chúa về sự vĩ đại của ngài.
và họ nhóm lại từ nhà này sang nhà khác để kinh nghiệm sự gần gũi thân mật của một nhóm người trong cộng đồng niềm tin nhóm nhau lại để chia sẻ cuộc sống với nhau. Có hai loại nhóm lại, ở tại đền thờ và ở tại nhà riêng. Ở tại đền thờ, như Luca nói, họ tiếp tục ở trong đền thờ chúc tụng Đức Chúa Trời. Họ có thời giờ trong lúc chờ đợi ở tại đền thờ và ở tại phòng cao. Tôi đến Jerusalem rồi thì người ta dắt vào trong một cái chỗ gọi là phòng cao. Và xem cái phòng nó nhỏ lắm, chỉ bằng 1/4 phòng thờ phượng của chúng ta tới đây. Làm sao chứa được 120 người? Nếu chúng ta chỉ nghĩ là ở tại phòng cao mà thôi. Nhưng mà tại sao? Chúng ta thấy Hội Thánh đã làm công việc này, tiếp tục ở trong đền thờ để ca ngợi Chúa và ở tại phòng cao. Tôi tin rằng họ có cái thời giờ chờ đợi tại trong buổi nhóm chung ở tại đền thờ để ngợi khen Chúa và ở tại phòng cao. Như chúng ta có thể đến nhà của Chúa trong ngày Chủ nhật để chúng ta thờ phượng Chúa, và chúng ta cũng sẽ ở trong các nhóm tế bào hay là hội thánh đơn giản để chúng ta sinh hoạt ở trong tuần. Cả hai đều cần cho chúng ta. Chúng ta đến nhà Chúa để tưng bừng ngợi khen Chúa, nghe tiếng hát của nhau, cũng một đám đông người để ca ngợi sự vĩ đại của Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng sinh hoạt một cách thân mật đủ để chúng ta có thể tâm sự, chúng ta có thể chia sẻ với những anh chị em cùng một niềm tin với mình trong nhóm tế bào, nhóm nhỏ hay là hội thánh đơn giản. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự gần gũi của Chúa. Vì tại nhóm nhỏ chúng ta được biết về nhau, chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau, và tại đó thường là chỗ mà chúng ta có thể sử dụng các thứ ơn, ân tứ của Chúa ngài ban cho ở trong lúc chúng ta sinh hoạt với anh chị em của mình trong nhóm nhỏ. Cho nên các thành viên của Hội Thánh đầu tiên đã gặp nhau ở trong đền thờ và tại nhà riêng. Vì Hội Thánh của Chúa không phải là một tòa nhà như nhà thờ. Nhưng mà Hội Thánh của Chúa là mỗi một chúng ta được Chúa ngài kết nạp vào trong gia đình của Chúa, và chúng ta tình nguyện đứng ở trong một Hội Thánh địa phương, và tại đó chúng ta sinh hoạt chung với nhau. Nó không phải là một địa điểm, nhưng là một thân thể, một nhóm người. Chúa Giêsu dạy trong cả Kinh Thánh được tóm gọn trong hai điều răn: yêu Chúa và yêu người. Chúng ta đến nhà của Chúa, chúng ta bày tỏ lòng yêu Chúa khi chúng ta dâng cho Chúa bông trái của môi miếng của chúng ta trong sự tôn vinh Chúa. Dâng cho Chúa những tài vật để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta lấy qua lợi đồng mùa của mình mà chúng ta tôn vinh ngài. Và chúng ta cũng nhóm lại và sinh hoạt trong các nhóm nhỏ để chúng ta kinh nghiệm được sự gần gũi của Chúa khi ngài hành động làm việc trong và qua các anh chị em của chúng ta một cách thân mật. Hai điều này rất là cần. Và tôi tin rằng Chúa ngài sắp đặt để chúng ta có thể được khích lệ. Và như trong phần thông báo trong 3 tuần qua, là đến lúc chúng ta không còn ngồi đổ thừa cho COVID nữa. Và chúng ta còn sợ lây nhiễm gì nữa, bởi vì công việc của nó kể như là đã chấm dứt rồi. Và công việc của chúng ta là gia nhập vào trong các nhóm nhỏ, sinh hoạt. Như tôi đang dạy trong tiến trình tăng trưởng cho các anh chị em, VBC Houston của chúng ta có ước mơ là chúng ta phát triển lớn và nhỏ cùng một lúc. Phát triển lớn khi chúng ta cứ tiếp tục đưa người đến với Chúa, và nhỏ khi chúng ta chia ra vào trong những nhóm nhỏ để chúng ta biết để chăm sóc khích lệ nhau. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên lúc nãy nếu chưa có chụp cái IQ code ở trên màn hình thì khuyến khích quý ông bà anh chị em có thể thực hiện công việc đó, ghi danh và nói rằng tôi muốn có một nhóm nhỏ để sinh hoạt, và chúng ta sẽ sắp đặt để tất cả những ai ao ước muốn kinh nghiệm được phước hạnh này cũng sẽ được đưa vào trong các nhóm nhỏ để chúng ta hoạt động. Chúa ngài có thể ban phước trên đời sống của chúng ta như Hội Thánh đầu tiên cùng nhau chờ đợi ở tại đền thờ, ở tại nhà riêng, và Chúa ngài đã ban phước trên đời sống của họ. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời ngài dựng nên chúng ta có cái nhu cầu cần có liên hệ với những người khác. Là con cái của Chúa, Chúa ngài đặt ở trong chúng ta có một nhu cầu, chúng ta cần sinh hoạt trong một cộng đồng niềm tin để chúng ta được anh em biết đến chúng ta. Chúng ta vắng mặt một cái là anh em biết liền. Chúng ta có cơ hội để đóng góp, để chia sẻ, để phản hồi lại những tin tức về những gì chúng ta học, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã hiểu phần Kinh Thánh đó. Anh em có thể cho chúng ta biết rằng có những chỗ khác thì không đúng như vậy, để đảm bảo chúng ta giải nghĩa Kinh Thánh một cách chính xác. Còn ở nhà chúng ta học một mình, chúng ta có thể sai mà chúng ta không biết. Thứ hai, chúng ta xem họ đã chờ đợi như thế nào.
Trong phụ chương 1 câu số 14 chép: tất cả những người ấy đều đồng tâm hiệp ý với các phụ nữ và Mary mẹ Đức Chúa Giêsu cùng các em trai ngài mà cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Công ý tại đây mà chúng ta thấy cũng thật là tuyệt vời. Sự có mặt của Mary trong ngày Chúa Giáng sinh, và Mary cũng có mặt ở trong ngày hội thánh của Chúa được khai sinh. Chúa cho người đàn bà này là một người được ơn trước mặt Chúa, và bà đã có một tấm lòng dâng hiến đời sống của mình, và Chúa ngày cho bà được chứng kiến và thấy được những cái sự vận hành đặc biệt của Đức Chúa Trời. Điều này là điều mà tôi tin rằng nguyên tắc này cũng áp dụng cho đời sống của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta có cái phước hạnh của việc có mặt để chứng kiến. Vì có những việc Chúa ngày làm mà chúng ta không có tại đó, người ta có kể lại chúng ta cũng thấy không bằng. Xin Chúa cho thì chúng ta sẽ được dự phần vào, chúng ta sẽ ở ngay giữa những công việc của Chúa để chúng ta được phước một cách lớn lao. Cảm ơn Chúa. Cho nên anh chị em, những ai đang ở nhà và chọn là thờ phượng Chúa với hội thánh online, nếu trừ trường hợp là anh chị em bị một cái chứng bệnh nền gọi là rất là nặng, có thể chết bất cứ bị lây một cái loại vi trùng nào hay là virus nào, anh chị em có thể vì lý do sức khỏe có thể ở nhà, còn tất cả mọi người nên tìm đến nhóm lại với hội thánh của Chúa. Không ở tại đây thì cũng phải ở chỗ khác. Tại vì chúng ta ở nhà, chúng ta sẽ không sống được đúng theo như điều mà Chúa đã định cho đời sống chúng ta. Chúng ta cần phải có những anh chị em để chúng ta nhóm nhau lại. Tất cả những ấy đều đồng tâm hiệp ý mà cầu nguyện. Chúng ta đi đến hai chữ đồng tâm và hiệp ý. Điều này có nghĩa là cầu nguyện với một cường độ và với một sự khẩn trương. Cảm ơn Chúa. Đồng tâm hiệp ý. Một lời cầu nguyện của chúng ta cần phải có chủ ý và có một cái sự sốt sắng cầu nguyện ở tại đó. Gia cơ chương 5 câu 16 nói rằng người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Người công bình tức là người đã được Chúa ngài tha thứ. Nhưng mà khi đến với Chúa đó thì không thể cầu nguyện một cách ở mờ hay là cầu nguyện mà mình cũng biết mình nói cái gì. Mà cầu nguyện một cách sốt sắng. Lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thì mới có linh nghiệm. Cảm ơn Chúa. Anh chị em xin Chúa ngài ban phước để chúng ta trở nên một hội thánh, và anh chị em là thành viên của một hội thánh cầu nguyện một cách sốt sắng. Trước đây có người phê bình tôi, một mục sư khác, nói sao mục sư Khánh cầu nguyện cũng như hội thánh hát là ầm ĩ lên. Chúa đâu có điếc đâu mà mình phải làm to. Tôi là Chúa không có điếc, nhưng mà chúng tôi muốn bày tỏ ra cho Chúa thấy cái lòng sốt sắng của tôi và khao khát của chúng tôi với ngài. Khi tôi rao giảng lời của Chúa, tôi cũng muốn những người nghe họ thấy rằng ông mục sư Khánh tin những điều này và ông giảng một cách sốt sắng, hết lòng nhiệt thành, chứ không phải là nói cho có nói. Vì cái việc mà chúng ta có lòng nhiệt thành đó, nó cũng rất là quan trọng. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thì thật có linh nghiệm nhiều. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu và hội thánh của Chúa trong Tân Ước đã cầu nguyện một cách say mê, nhiệt thành và thường xuyên. Nhưng ngày hôm nay hội thánh của Chúa cũng phải như vậy. Cô anh em mới đưa gia đình đến sinh hoạt với hội thánh. Mục sư, em đi nhà thờ 20 năm qua mà những hội thánh mà em đã từng sinh hoạt, không có hội thánh nào có buổi nhóm cầu nguyện hết. Hả? Và đó là sự thật. Mời tín đồ đi picnic hay là sinh hoạt này kia đó là ghi danh ầm ầm. Nhưng mà đến cái buổi nhóm cầu nguyện của hội thánh thì chỉ có một số thành phần nhỏ mà thôi. Tại sao? Bởi vì người ta không có lòng sốt sắng. Và thứ hai là nhóm cầu nguyện không có kết quả gì. Thế nên người ta nói mình lại đi đến đó rồi trở về rồi cũng không thấy có kết quả gì thì sao? Mình xin Chúa ngài ban phước để chúng ta sẽ cầu nguyện như hội thánh đầu tiên đã cầu nguyện. Kết quả như hội thánh đầu tiên là kết quả. Vì khi chúng ta cầu nguyện, Đức Thánh Linh ngài sẽ bày tỏ sự hiện diện của ngài. Đức Chúa Trời ngài sẽ bày tỏ quyền năng của ngài khi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta đi xuyên qua công vụ sứ đồ để chúng ta thấy công vụ chương 4. Khi hội thánh của Chúa nghe sứ đồ Phêrô và Giăng về báo cho họ biết rằng tòa công luận cấm không cho lấy danh của Đức Chúa Giêsu mà giảng hay là dạy nữa và hành động nữa, thì hội thánh đã đứng dậy và họ đã cùng nhau cầu nguyện. Kết quả đó là khi hội thánh cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động. Họ cầu nguyện thì Chúa xuất hiện. Ngài đến để nhận những điều họ cầu nguyện. Và Chúa ngài bày tỏ sự hiện diện của ngài nên nhóm lại rúng động. Ai nấy đều được một lần nữa được đầy dạy Đức Thánh Linh rồi đi ra giảng đạo của chúng cách giảng nghĩa. Qua công vụ chương 7 câu 50 đến 60, Ê-tiên trong lúc
những hòn đá cứ tiếp tục đổ vào đầu của ông và sân sẻ của ông đến độ ông chết đó, để tiếng cầu nguyện. Lúc đó mà chúng ta chắc chúng ta la làng. Etienne trong lúc đá cứ tiếp tục đổ lên trên người của ông cầu nguyện, vì ông biết rằng cầu nguyện là huyết mạch của đời sống của ông. Và lời cầu nguyện của ông hết sức là tuyệt vời. Lạy cha xin tha cho họ. Cái người mới ném cục đá cuối cùng đó, một cái bóp trên đầu của con, xin Chúa tha tội cho họ vì họ không biết việc họ làm. Họ sánh, sốt sắng, cầu nguyện. Luôn cả khi mình đang hứng chịu những cục đá đổ lên người của mình vẫn cầu nguyện. Câu 1 chương 8, câu 17, câu 14 đến 17, Phi-rơ cầu nguyện cho người Samari để họ có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh. Và khi đã cầu nguyện rồi, Phi-rơ và dân đặt tay lên thì tất cả đều được Đức Thánh Linh giáng xuống ở trên họ. Công vụ chương 8, câu 14 đến 17, Phi-rơ khi cầu nguyện thì Chúa Ngài đã hành động. Xin lỗi em, chương 9 câu 11, Sa-lơ người Tạc Sơ cầu nguyện khi được Chúa Ngài bắt phục. Chúa Giê-xu Ngài đến, Ngài hiện ra với Ananias và nói rằng hãy đi đến để cầu nguyện cho một người tên là Sa-lơ, vì người ấy đang cầu nguyện và thấy có một người bước vào đặt tay trên mình. Phi-rơ mới trở lại đầu phục Chúa, chúng ta bắt gặp ông đang cầu nguyện. Còn đây, ở trong câu 1 chương 10 câu 1 đến câu 4, thường xuyên cầu nguyện. Và Chúa Ngài đã sai thiên sứ của Chúa đến để chỉ cho ông cách nào để được cứu. Ở trong câu 1 chương, ở trong câu 1 chương 10 câu số 9, Phi-rơ cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ngài đã mặc khải cho ông và bảo ông hãy đáp ứng lại lời mời của cậu này để gia đình người Hy Lạp đầu tiên này có thể được cứu và nhận được báp têm của Đức Thánh Linh. Câu 1 chương 12 từ câu 1 cho đến câu số 11, các tín đồ đã cầu nguyện cho Phi-rơ khi ông bị bỏ tù. Câu 1 chương 13 từ câu 1 cho đến câu số 3, họ kiêng ăn cầu nguyện trước khi sai phái Barnabas và Phaolô đi ra để làm công việc truyền giáo mà Chúa Ngài đã sai phái họ. Câu 1 chương 16 từ câu 13 đến 14, Phaolô và đoàn truyền giáo ở ngoài cổng thành Philip ở bên bờ sông, trong lúc họ đang cầu nguyện thì Chúa Ngài mở lòng của người đàn bà, người tín hữu đầu tiên của thành Philip là Lydia, để bà mở lòng ra tin nhận Chúa. Câu 1 chương 16 từ câu 16 cho đến câu số 18, thành viên kế tiếp của hội thánh ở tại thành Philip được cứu khi Phaolô trên đường đi cầu nguyện, ông đã đuổi con quỷ ra khỏi đứa đầy tớ bị quỷ phi tôn ám này, cho nó có khả năng để bôi khoa. Công vụ chương 16 câu 25, Phaolô và Sila đang cầu nguyện thì Đức Thánh Linh đã mở xiềng xích cũng như mở cửa tù cho họ. Công vụ chương 20 câu 36 và đến 21 câu số 5, Phaolô đã cầu nguyện cho anh em của mình trước khi ông chia tay lìa họ. Công vụ chương 27 câu số 35, trong cơn bão tố, Phaolô đã cầu nguyện để được Chúa Trời Ngài ban phước. Và trong công vụ chương 28 câu số 8, sau cơn bão, họ đã được vào đến bờ bình an. Phaolô đã cầu nguyện và chữa lành cho cha của Biblio, và người này bị bệnh kiết lỵ đã được chữa lành ngay tại chỗ. Hội thánh cầu nguyện, hội thánh sốt sắng cầu nguyện, hội thánh luôn cầu nguyện, hội thánh xem sự cầu nguyện là điều quan trọng. Họ chờ đợi, không phải ngồi yên bó gối chờ đợi, ngồi chắc lưỡi hít hà chờ đợi, mà họ chờ đợi trong sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Và xin gương này cũng sẽ đến và giúp đỡ cho chúng ta. Tôi biết anh chị em có mặt ở tại đây có những người chờ đợi điều mà Chúa đã hứa với chúng ta, và một lời tiên tri và những ước mơ của chúng ta. Trong lúc chờ đợi, hãy chờ đợi trong tinh thần cầu nguyện cùng với các anh chị em khác trong hội thánh, trong sự thờ phượng và trong các nhóm nhỏ ở trong ơn của Chúa. Điều thứ ba, tại sao phải chờ đợi? Đây là điều mà chúng ta phải có câu trả lời, bởi vì nó sẽ giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta chờ đợi một cách tốt hơn. Vì nhiều người chờ một lúc rồi cái thái độ nó trở nên xấu, mình bắt đầu mình than phiền rồi mình trách Chúa. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Giống như em bé. Cha ngoại của tôi bây giờ trong cái tuổi mà chúng nó bắt đầu nó thắc mắc, nó tại sao? Tại sao? Nhiều khi chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta vì chưa hiểu cho nên cũng tại sao? Tại sao Chúa phải bắt con chờ như vậy? Tại sao Chúa Giê-xu chỉ ở với các môn đồ của Ngài sau khi Ngài phục sinh có 40 ngày thôi, không ở luôn 50 ngày luôn rồi ban liền Đức Thánh Linh đi? Bắt phải về ở thành Jerusalem chờ đợi. Tại sao? Đôi khi có thể khó hiểu tại sao chúng ta phải chờ đợi. Nhưng mà đây là điều mà tôi khuyến khích anh em, trong lúc chờ đợi chúng ta cần nắm được ít nhất là ba điều này. Thứ nhất, đó là Đức Chúa Trời biết hết mọi sự.
Thứ hai, Ngài là Đấng, là Đức Chúa Trời yêu thương với tình yêu trọn vẹn. Chúa không có tiếc với chúng ta bất cứ điều gì. Ngài yêu chúng ta và Ngài muốn ban chúng ta tất cả, ban cho chúng ta điều tốt nhất. Thứ ba chúng ta cần nhớ đó là Chúa có kế hoạch tốt đẹp cho mỗi đời sống của chúng ta. Khi chúng ta nắm được ba điều này, chúng ta chờ Chúa, chúng ta sẽ thấy dễ hơn rất là nhiều. Vì Đức Chúa Trời ngày mời gọi chúng ta chờ đợi. Chờ đợi cái điều tốt nhất, thời điểm tốt nhất của Chúa, để rồi chúng ta sẽ trải nghiệm Chúa. Vì Chúa muốn gây dựng đức tin của chúng ta. Vì khi chúng ta chờ đợi, có một cái điều nó thể hiện ra, đó là đức tin của chúng ta được gây dựng. Ủa? Tưởng nó chờ đợi riết mòn mỏi mất đức tin chứ mà sẽ không. Khi chúng ta chờ đợi đúng và hiểu Chúa rằng Ngài là Đấng biết hết tất cả mọi sự. Trong lúc chúng ta chờ đợi, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang chờ Chúa, thật ra Chúa chờ chúng ta. Chờ để chúng ta hoàn chỉnh. Để khi Chúa Ngài ban cho, chúng ta trân quý với những gì Chúa Ngài ban cho. Có những thanh niên nam đến nhờ một sư cầu nguyện để Chúa cho đưa người lý tưởng đến. Và tôi trả lời, tôi nói rằng nhưng mà trong lúc chờ đợi, hãy trở nên người lý tưởng. Bởi vì Chúa Ngài không thể đưa một cái người tuyệt vời lý tưởng đến cho một cái anh cụ lần. Hay là đời sống không có tinh kính, không có mạnh mẽ trong Chúa, mà đòi có một người vợ phải là người tinh kính Chúa, yêu Chúa vô cùng. Không đồng nghiệp, Đức Chúa Trời sẽ không cho đâu. Ngài đang chờ đợi. Chúng ta mạnh mẽ lên, chúng ta trở nên những người trưởng thành ở trong Chúa đi rồi. Chúa Ngài sẽ đưa cái người mà Chúa Ngài dành sẵn cho đến. Chúa biết. Và anh chị em, Ngài có một kế hoạch tốt đẹp nhất cho đời sống của chúng ta. Chúa ban cho điều Chúa hứa, bởi vì Ngài không bao giờ nuốt lời. Ngài đã hứa, Ngài sẽ làm thành lời Ngài hứa. Nhưng mà thời điểm của Chúa thì chúng ta phải nhìn nhận là Chúa biết hơn chúng ta biết. Nên cứ chờ đợi trong sự tin cậy rằng Chúa yêu con. Chúa Ngài đang trì hoãn bởi vì Chúa muốn con nếm trải được và con sẽ biết ơn Chúa và có cớ lớn để tạ ơn Chúa khi con nhận được điều con trông đợi. Tôi dẫn anh chị em để hiểu nguyên tắc này. Hebrews chương 11 câu số 1 cho chúng ta thấy định nghĩa của đức tin như thế này. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Cảm ơn Chúa. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong. Cái điều mà chúng ta đang trông đợi, cái điều mà chúng ta đang chờ Chúa ban cho điều Cha hứa đó, thì chúng ta cùng một lúc thấy Chúa Ngài đang gây dựng đức tin của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và như tôi nói khi nãy, Chúa Ngài chờ để chúng ta trân quý. Bởi vì có chờ chúng ta mới thấy quý khi chúng ta nhận được. Tôi nhớ lúc nhỏ, một lần lên Sài Gòn thì thấy ở cái cửa tiệm nó bày ra một cái chiếc máy bay họ làm bằng thiết. Loại máy bay mà mình có thể lên dây thiều được, bỏ ra là nó chạy. Thích quá, và tôi nói với ba của tôi, con muốn cái chiếc máy bay đó. Bà tôi nói được, nhưng mà con phải chờ. Được mà sao chờ? Rồi về thì ba tôi nói, bỏ ống đi con. Ủa? Quà ba ăn cho mà sao mà còn có vấn đề bỏ ống trong đó nữa. Vì ba tôi muốn dạy cho tôi một cái điều mà ông quan sát ông thấy. Là con trai thì cái tính hay tò mò và máy móc lắm. Cho nên mấy cái chiếc máy bay nhỏ hơn, rẻ tiền hơn đó, mua và bỏ trong tay của tôi thì chỉ vài phút sau thôi, quay trở lại là thấy mở tung rồi hết. Cái loại máy bay mà có linh dây thiều đó, các anh em còn nhớ lúc nhỏ mình chơi loại máy bay đó, lấy cái tay dặn dặn nó lên thả ra cái nó chạy. Muốn coi coi sao mà chỉ dặn dặn lên dây thiều vậy mà nó lại có thể chạy như vậy. Cãi ra mở ra, vậy cái lò xo trong đó nó búng cái rẹt một cái, nhăn bánh này kia ra rát trở lại, không chạy nữa. Thì ba tôi nhìn và biết, bây giờ đưa cho nó một chiếc máy bay đắt tiền thì nó sẽ tò mò nó mở ra nữa. Mà lần này thì tốn tiền nhiều hơn. Cho nên bắt chờ đợi. Cho đến khi tôi nhớ cái ngày Giáng sinh đó, ôm cái chiếc máy bay ở trong lòng của mình, thấy đều muốn ngủ. Tối đêm đó với chiếc máy bay trong tay của mình. Bởi vì quý quá. Giá trị là ở chỗ đó nên cho em. Chúa Ngài muốn chúng ta chờ đợi. Vì Ngài muốn chúng ta xây dựng một sự mong đợi. Và trong cái sự mong đợi đó sẽ khiến chúng ta thấy quý. Vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời. Khi Ngài ban cho chúng ta thì Ngài muốn chúng ta là những người trưởng thành đủ và sẵn sàng cũng như trân quý sự hiện diện của Ngài. Cho nên Chúa bảo chúng ta chờ đợi. Roma chương 8 câu 24-25 nói, vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy. Nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa. Mình thấy rồi thì còn trông làm chi?
Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó một cách nhịn nhục. Và đó là nguyên tắc của Chúa. Ngài muốn chúng ta chờ đợi. Và Chúa Ngài gây dựng đức tin của chúng ta. Ngài cho chúng ta gây dựng cái sự nhịn nhục, kiên nhẫn, chờ đợi. Cả thương chương 3 câu 26 nó thật tốt cho người yên lặng trông chờ ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Có một sự trông chờ chúng ta thấy tại đây. Và rồi công vụ chương 2 câu 1 câu 2, đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm lại tại một chỗ, thinh linh có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi bằng lửa xuất hiện tản ra và đậu trên mỗi một người trong họ. Tất cả đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời luôn giữ lời. Hãy nhớ, Chúa biết tất cả. Ngài yêu chúng ta. Yêu chúng ta vô cùng. Chúa muốn cho chúng ta tất cả những gì Ngài có thể ban cho chúng ta. Hãy nhớ là Chúa mới có một cái chương trình tuyệt vời, tốt đẹp nhất cho mỗi đời sống của chúng ta. Một điều nữa chúng ta cần nhớ, đó là thời điểm của Chúa. Đức Chúa Trời có cái thời điểm của Ngài. Bước đi với Chúa 43 năm ở trong chức vụ 39 năm, tôi học một điều. Chúa ít khi đến sớm. Không bao giờ trễ. Luôn luôn đúng giờ. Chúa mà trễ thì chắc tôi không còn đứng ở đây để chia sẻ lời Chúa với anh chị em. Không bao giờ trễ. Ít khi Chúa ngày đến sớm. Một trường hợp đặc biệt nào đó, Chúa Ngài đã can thiệp vào vì một cái lý do đặc biệt nào đó, Chúa Ngài đến sớm hơn như điều mà Ngài đã hứa. Nhưng mà Ngài luôn luôn đúng giờ. Đây là tuyệt vời mà chúng ta có thể thấy được ở trong ơn của Chúa. Chúa Ngài sắp đặt đúng giờ của Ngài để Isaac có thể gặp Rebecca để cưới nàng làm vợ. Thì Đức Chúa Trời Ngài đã có một cái thời điểm của Ngài. Một ngày kia Abraham gọi Eliezer đến và nói rằng: Ngươi hãy về quê hương của ta. Ở tại đó tìm cho Isaac con trai của ta một người vợ. Ông đi trong sự sai phái của chủ của mình. Gần đến làng, ông dừng lại, ông cầu nguyện: Người con gái nào mà khi tôi xin cho tôi nước uống mà nàng lại đề nghị là tôi sẽ cho ông uống nước và cũng cho lạc đà của ông uống nước nữa, thì biết đó là người con gái mà Chúa sắp đặt cho con trai của chủ của con. Ông đi tiếp, ông vào trong làng, thấy có nhiều thiếu nữ đi ra để lấy nước. Gặp một cô, ông rằng: xin cho tôi uống nước. Cô này trả lời: tôi sẽ cho ông uống nước, mà cũng cho lạc đà của ông uống nữa. Wow, cảm ơn Chúa. Thời điểm của Chúa thật là tuyệt vời. Gặp được. Nếu mà đi sớm hơn, Rebecca không có mặt ở tại đó. Đi trễ hơn có thể là đã múc nước đi vậy rồi. Đúng ngay cái thời điểm đó. Để Isaac có một người vợ và trở nên Israel, người được Chúa Ngài ban phước và dân tộc tuyển dân của Chúa được sanh ra từ đứa con của lời hứa này, Isaac phải có một người vợ. Và Chúa biết Rebecca đang ở đâu và lúc nào thì đầy tớ của Abraham có thể gặp được. Và Chúa Ngài ban phước để họ gặp nhau. Đọc Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy rất là nhiều điều Chúa Ngài sắp đặt cái thời điểm của Ngài, trật một chút là trật cơ hội. Thì tôi chia sẻ với anh chị em việc tôi đi tìm các em gái của nhà tôi. Nếu không vì cái chiếc xe Honda thời bây giờ, mà cái yên xe Honda nó chỉ là một cái miếng sắt bọc một cái miếng vinyl ở trên đó, không có một chút mút nào trong đó hết. Nó lần xe mà nó sụp ổ gà một cái là tôi thấy ngôi sao đom đóm nó nổi lên. Cho nên tôi năn nỉ em trai của tôi và em rể, em dừng lại, cứ mỗi 30 phút dừng lại cho anh ba uống cà phê một chút. Thật ra là xuống để đi, bởi vì thả xuống một cái xe nó dừng lại là đi hai hàng chứ không có thể đi một cách bình thường được. Mà anh chị em nhiều lần như vậy. Rồi đến khi mà gặp cái người phụ nữ nắm một cái chi tiết duy nhất ở trong cái chuyến đi đó để gặp được các em của nhà tôi, thì tôi nhìn lại tôi mới nói rằng thời điểm của Đức Chúa Trời thật là tuyệt vời. Nếu không có những cái dừng lại đó, bà này bà còn ở ngoài chợ, thì cái chi tiết mà để tôi có thể gặp được người em kế của nhà tôi sẽ bị nhốt kín ở trong con người này. Tôi đến, người ta nói rằng ở trong này có một ông ngày xưa là đại quý, ông biết tất cả mọi người trong khu gia binh đó. Gõ cửa, ông ra, ông nói: tôi biết nhà của Kim, nhưng mà khi tôi tập về thì dọn đi mất rồi, tôi không biết đâu.
Nghe như vậy thì tôi thấy rồi, mình đã đến ngõ cụt rồi. Nhưng mà bà vợ từ dưới bếp chạy lên, tay còn ướt. Bà vừa phủi phủi tay và nói, đi hết rồi nhưng mà còn một đứa con gái còn ở đây. Hỏi tên của cậu là gì? Cậu nói rằng tôi nhiều ngày đi ăn cháo ở chỗ đó mà tôi chưa bao giờ hỏi là cậu là con cái nhà ai. Nhưng mà mới hai hôm trước thôi, tôi hỏi gì chứ con cái nhà ai? Rồi cô mới kể cho tôi biết, cô tên là cô Lệ. Quý vị trở ra lại lộ cái, hỏi của cô Lệ, nhà của dần Tuấn bán cháo, thì là đó là cổ. Tôi nghe nói Lệ là tôi biết rồi, bởi vì hàng đêm cầu nguyện với nhà tôi Lệ Mỹ Dung Nga Phượng. Như vậy là biết rồi. Anh chị em, Đức Chúa Trời ngày sắp đặt một cách tuyệt vời và thời điểm của Chúa. Nếu tôi không dừng lại những cái uống những cái ly cà phê đó đó, mà đến sớm hơn thì bạn còn ở chợ, thì cái chi tiết đó sẽ không bao giờ biết. Chúng tôi sẽ cùng gói đi về, thất bại trong cuộc đi tìm các em của nhà tôi. Đức Chúa Trời ngày sắp đặt thời điểm một cách hết sức là tốt đẹp. Nhìn lại trong Kinh Thánh và cuộc đời của chúng ta, chúng ta kiên nhẫn đủ, chúng ta sẽ thấy khi Chúa Ngài đúng thời điểm của Ngài, Ngài ban cho, đó là điều quý nhất, và chúng ta sẽ có cớ lớn nhất để chúng ta cảm ơn Chúa. Nên chờ đợi với cộng đồng niềm tin, với hội thánh của Chúa, chờ đợi trong sự cầu nguyện và chờ đợi trong sự trông cậy. Đức Chúa Trời biết tất cả, Ngài là đấng vô sở bất tri. Chúa biết những cái mảnh khác ở trong cái bức ảnh này nó nằm ở đâu, và Đức Chúa Trời Ngài cần phải đem đến và hội đủ điều kiện cho chúng ta. Để xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, tin rằng Chúa Ngài biết tất cả, Ngài yêu chúng ta và Ngài có chương trình tốt nhất của Ngài cho đời sống của chúng ta. Hội thánh đầu tiên đã chờ đợi, và đến ngày Đức Thánh Linh được tuôn đổ ra, tất cả đều đã được bắp tem trong Đức Thánh Linh, và họ trở nên những khí cụ hữu dụng trong tay của Chúa. Để kết luận, hãy nhớ những điều này. Chờ đợi Chúa trong các mối quan hệ. Chúng ta cần các anh chị em khác ở trong cùng niềm tin trong hội thánh của Chúa. Chờ đợi Chúa ở trong sự cầu nguyện, chứ không phải ngồi chờ cho có chờ. Chờ đợi trong sự cầu nguyện. Và hãy chờ đợi Chúa với một niềm hy vọng. Vì đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những gì mắt của mình chưa thấy, mình biết nó đang đến. Xin ban phước trên chúng ta với lòng mong đợi. Ngày hôm nay chúng ta không cần phải chờ Đức Thánh Linh giáng lâm. Ngài đã đến rồi. Chúng ta chờ đợi cùng với hội thánh của Chúa, chuẩn bị sẵn sàng một môi trường để khi Đức Thánh Linh Ngài đến, Ngài mặc lấy quyền phép của Ngài trên chúng ta, chúng ta sẽ trở nên một cộng đồng niềm tin, một hội thánh đầy ơn của Chúa và kết quả cho Ngài. Cảm ơn Chúa vì các năm tháng qua Chúa có thăm viếng những cá nhân. Năm nay chúng ta cầu nguyện để Chúa cho tuần tới hết thảy chúng ta đều sẽ chứng kiến và kinh nghiệm Thánh Linh của Chúa đến trên hội thánh của Chúa một cách kỳ diệu. Amen anh chị em. Bởi vì Chúa Ngài muốn cho chúng ta cùng nhau thay đổi thế giới, yêu Chúa, yêu người, khám phá mục đích và cùng nhau thay đổi thế giới cho Chúa. Amen. Cho nên anh chị em, câu hỏi trong lúc này, anh chị em cần sinh hoạt với ai trong cộng đồng niềm tin của mình? Xin ghi danh để hội thánh có thể chia anh chị em vào trong các nhóm nhỏ, để chúng ta có thể sinh hoạt gần gũi, chia sẻ, học hỏi lời Chúa và khích lệ nhau trong bước đường đi theo Chúa. Nhớ mới tại đền thờ và nhớ mới tại nhà. Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta và chúng ta sẽ cùng nhau hưởng được phước hạnh một cách trọn vẹn ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Mọi người trong chúng ta cầu nguyện, xin Chúa cho chúng ta cùng hiệp lòng với hội thánh. Chúng ta cùng thưa với Chúa rằng là Chúa, chúng con khao khát, không phải chỉ con khao khát, mà chúng con khao khát chờ đợi điều trả hứa, chờ đợi quyền phép mà Chúa sẽ mặc lên trên hội thánh của Chúa. Và chúng ta có mặt tại đó để chúng ta sẽ kinh nghiệm được. Và cầu nguyện Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta để gặp gỡ những người và được Chúa Ngài kết nối. Vì Chúa Ngài đã dựng nên chúng ta luôn tìm kiếm một sự kết nối với các anh chị em, những người lân cận của mình. Xin Chúa dẫn dắt để chúng ta có thể được biết họ, sinh hoạt và kinh nghiệm ở mức độ sâu hơn, để chúng ta chia sẻ cuộc sống với nhau trong nhóm nhỏ của mình, trong hội thánh đơn giản của mình. Cho kính yêu, chúng con cảm ơn Ngài.
để lên kế hoạch một cách hoàn hảo cho mỗi ngày của cuộc sống của chúng con. Cảm ơn Chúa vì hôm nay Ngài nhắc nhở, thì con thấy rằng có những lúc chúng con tưởng chúng con chờ Chúa, nhưng Ngài đang hành động làm việc để giúp đỡ cho chúng con hoàn chỉnh, sẵn sàng để chúng con có thể trân quý, để chúng con có thể được Chúa Ngài sử dụng một cách tối đa trong thời điểm của Chúa, để chúng con thật được phước của Ngài và làm nguồn phước cho muôn người. Để chúng con sẽ cùng với hội thánh của Chúa, để chúng con thay đổi thế giới này. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin ban ơn và dẫn dắt chúng con, để chúng con trong lúc chờ đợi điều trả hứa, chúng con tin rằng Chúa yêu chúng con và Chúa có kế hoạch tốt đẹp nhất cho chúng con. Đừng để cho sự mất kiên nhẫn và thái độ của chúng con đánh mất phước hạnh mà Chúa Ngài định ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa Giáo Kinh xin cũng soi sáng và làm việc để chúng con thấy được nhu cầu chúng con cần sinh hoạt với những anh chị em cùng niềm tin, để chúng con được nhận lời của Chúa dạy dỗ và chúng con có thể rút tỉa những nguyên tắc chân lý của Ngài để áp dụng cho đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Phó nhân mọi chúng con ở trong ơn của Chúa. Và chúng con nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và xin Chúa ban phước điều động anh chị em bước vào trong phước hạnh từ nơi Chúa, để chúng ta có thể sống một cách tối đa với phước hạnh mà Chúa Ngài dành ban cho chúng ta trong ơn của Chúa. Gặp lại anh chị em ở trong Chủ nhật tuần tới. Xin hãy xây dựng lòng mong đợi và sẵn sàng để đón nhận. Tôi tin điều mà Chúa Ngài sẽ phục hồi hội thánh của Chúa ở trong ơn của Ngài. Chúa ban phước trên anh chị em. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.